Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 8. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và việc thực hiện nghị quyết số 98/2023 trên QH15 của Quốc hội. Vốn sinh kế giúp nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một góc nhìn sự thật có phóng sự, nâng cao cảnh giác trước tội phạm lừa đảo trên mạng. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 98/2023 trên QH15 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghị quyết số 98/2023 trên QH15 của Quốc hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương là thành viên ban chỉ đạo và thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, song tình hình kinh tế xã hội của thành phố đạt kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 6,46% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2020 đến nay, đóng góp 19,65% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Trong 7 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước 309.000 tỷ đồng, đạt gần 64% dự toán năm, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến với thành phố tăng 30,3%. Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra 6 giải pháp đột phá phấn đấu năm 2024 đạt tốc độ tăng trưởng 7% và năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng từ 8 cho đến 8,5%. Đối với việc thực hiện nghị quyết 98/2023 trên QH15 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh sau một năm, các bộ đã hoàn thành 8 trên 18 nhiệm vụ và thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 10 trên 24 nhiệm vụ được ban chỉ đạo giao. Sau khi các bộ ngành, thành viên ban chỉ đạo và thành phố Hồ Chí Minh thảo luận, trao đổi những vấn đề quan tâm, nhất là những vấn đề dự án còn có vướng mắc hoặc chậm triển khai, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển thành phố Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nghị quyết 98, cho rằng việc triển khai nghị quyết 98 đã mang lại những kết quả tích cực bước đầu, tạo tiền đề vững chắc và xung lực bứt phá để phát triển thành phố Hồ Chí Minh nhanh, mạnh, bền vững. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh phải có tư tưởng tấn công mạnh mẽ hơn nữa, công tác phối hợp phải hiệu quả chặt chẽ hơn. Cách giải quyết tháo gỡ vướng mắc phải sắc sảo hơn, bài bản hơn. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo cần chủ động điều phối, phối hợp tháo gỡ với các bộ ngành về giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong thực hiện nghị quyết 98 để kết quả quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó tiên phong trong đổi mới tư duy, phát triển đồng bộ, toàn diện, bao trùm, tổng thể, hiệu quả bền vững, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Chủ thể tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm. Tiên phong trong phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, lập nghiệp. Tiên phong trong phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao. Tiên phong trong phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm. Tiên phong trong thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, công bằng tiến bộ xã hội. Không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhấn mạnh vai trò của thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân cực tăng trưởng của vùng, là thành phố văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khơi thông nguồn lực, khai phá tiềm năng, tăng tốc bứt phá, không ngừng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân tích cực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức thích hợp linh hoạt để tạo điều kiện và tiếp thêm nghị lực giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thảm họa da cam dioxin Việt Nam 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2024, phóng viên truyền hình Vĩnh Long có ghi nhận sau. Ông Nguyễn Văn Đắc ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Bình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị nhiễm chất độc hóa học dioxin. Nhiều năm qua, dù mang bệnh trong người, nhưng ông vẫn cố gắng vượt qua để lao động sản xuất chăm lo cho gia đình. Năm 2018, ông được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Tân Bình hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn vốn sinh kế của hội để cải tạo vườn tạp. Giờ đây, vườn tạp của ông đã trở thành vườn bưởi trái sum suê. Sau khi hoàn vốn, ông lại tiếp tục được hỗ trợ 5 triệu đồng vốn sinh kế để chăn nuôi bò. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình ông ngày một ổn định hơn. Hội hỗ trợ cho vay vốn để về cải tạo vườn tạp. Lúc trước thì miếng này cũng như miếng ruộng nó cầm thủy, nó mình không có chất lượng, nhờ có cải tạo vườn tạp thì cũng có thu hoạch được quê lợi, cũng sống thì cuộc sống thì cũng ổn định hơn lúc trước. Nhờ có nguồn vốn thấy cũng có phấn khởi, làm phát triển kinh tế gia đình, lo cho con cái học hành cũng đầy đủ tới nơi tới chốn. Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 4.522 người bị nhiễm chất độc hóa học dioxin. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã vận động tiền và hiện vật tổng trị giá 45 tỷ đồng để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức thích hợp, linh hoạt nhằm góp phần giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong đó đã hỗ trợ vốn sinh kế phát triển kinh tế cho 256 người với số tiền 2,4 tỷ đồng. Hội da cam mới mà cho giúp vốn thì tôi còn được 2 công đất. Tôi trồng dừa với trồng tắc, thu hoạch cũng trang trải trong gia đình, phấn khởi cho hồi trước vườn tạp, cây trái giờ sum xê vậy, mừng lắm, cũng được sự giúp đỡ, cảm ơn nhiều lắm. Xác định việc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là việc làm thiết thực ý nghĩa nhằm tri ân những người có công với cách mạng. Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin, người khuyết tật, các cấp trong tỉnh luôn cố gắng làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình vì cái quyền lợi chính đáng của các nạn nhân. Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tỉnh hội cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, tranh thủ vận động các cái nguồn lực trong tỉnh và ngoài tỉnh để xây dựng cái quỹ trợ giúp nạn nhân. Hội cũng sẽ sâu sắc nắm bắt từng cái hoàn cảnh gia đình để có cái kế hoạch trợ giúp phù hợp, hiệu quả, nhất là hỗ trợ cái vốn sinh kế. Xem đây là trao cần câu cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình nạn nhân để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Được sự quan tâm tích cực của nhà nước, những hoạt động thiết thực của các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội, cùng sự chung tay của các ban ngành, đoàn thể đã góp phần động viên, cổ vũ tinh thần và tạo sinh kế, giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tại thành phố Vĩnh Long, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin người khuyết tật và bảo trợ xã hội của thành phố đã vận động trao tặng gần 900 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 63 năm ngày thảm họa da cam dioxin Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin người khuyết tật và bảo trợ xã hội thành phố Vĩnh Long đã vận động trên 6 tỷ đồng để tặng hơn 32.600 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam. Riêng từ đầu tháng 8 đến nay, hội đã vận động tặng gần 900 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các nạn nhân và gia đình nỗ lực vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống. Chiều nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2027. Tham dự đại hội có 120 đại biểu chính thức, đại diện hơn 2.000 đoàn viên, sinh viên đang học tập và công tác tại trường. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.
Nhờ đó, 10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt cao so với kế hoạch. Đáng chú ý, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đạt nhiều kết quả nổi bật với 38 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ được nghiệm thu ứng dụng trong thực tế. Đoàn trường đã triển khai cho trên 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia và thực hiện các công trình phần việc thanh niên như thăm viếng và tặng phần quà cho các gia đình chính sách, thiết kế xây dựng và sửa chữa 2 ngôi nhà mơ ước, hỗ trợ nâng cấp sửa chữa 4 tuyến đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê và tổ chức hiến 576 đơn vị máu. Thông qua các phong trào, đã có 182 đoàn viên thanh niên được công nhận danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và 309 sinh viên năm tốt các cấp. Trên tinh thần tuổi trẻ trường đại học xây dựng miền Tây tiên phong đoàn kết sáng tạo hội nhập, đại hội đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới với mục tiêu chung là góp phần xây dựng đoàn viên thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, không ngừng thi đua học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Đại hội đã bầu 17 đại biểu tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2027. Nhân dịp này, tỉnh đoàn đã khen thưởng cho 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Xây dựng miền Tây nhiệm kỳ 2022-2024. Chiều nay, Hội Khuyến học thành phố Vĩnh Long tổ chức chương trình tiếp sức đến trường năm học 2024-2025, trao xe đạp và tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Có 70 phần quà, 70 thẻ bảo hiểm thân thể và 22 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Tổng kinh phí hơn 115 triệu đồng do Hội Khuyến học thành phố vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời động viên khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện đạt thành tích tốt trong năm học mới. Thời gian qua, Hội Khuyến học thành phố Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động tốt sự ủng hộ, xây dựng quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2045 cơ bản phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, người dân có mức thu nhập cao, chất lượng cuộc sống được nâng cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng trưởng bình quân 8% một năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 146 triệu đồng. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp thủy sản chiếm khoảng 19,8% trong cơ cấu GRDP. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 30,2%. Khu vực dịch vụ chiếm khoảng 43,5% trong GRDP của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào vận hành 3 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 3 và 3 cụm công nghiệp theo quy hoạch tại địa phương. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long thông tin nhu cầu vốn tín dụng hiện nay trên địa bàn đang có xu hướng tăng. Theo đó, đến cuối tháng 7, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 48.500 tỷ đồng, tăng 4,11% so với cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 4,39% so với cuối năm 2023, chiếm 62,12% trên tổng dư nợ. Dư nợ trung dài hạn đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 3,66% so với cuối năm 2023, chiếm 37,88% trên tổng dư nợ. Cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tín dụng chính sách xã hội tiếp tục tăng trưởng và có dư nợ đạt cao. Về lãi suất cho vay trong kỳ, các tổ chức tín dụng duy trì ổn định và có xu hướng giảm nhằm tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi và phát triển sản xuất sau đại dịch COVID-19. Cụ thể, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam hiện nay cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên tại Ngân hàng Thương mại là 4% một năm, tại Quỹ Tín dụng Nhân dân là 5% một năm. Cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến ngắn hạn từ 4,8 đến 8% một năm, trung và dài hạn từ 6 đến 9% một năm.
Theo Cục Thú y thì tính đến tuần đầu của tháng 8 năm 2024 thì cả nước có 306 ổ dịch tại heo châu Phi thuộc 99 huyện của 29 tỉnh thành phố chưa qua 21 ngày. Số heo mắc bệnh là 32.232 con, số heo chết và tiêu hủy là hơn 32.300 con. Theo Cục Thú y thì ngay sau khi xuất hiện các ổ dịch tại heo châu Phi, ngành thú y các tỉnh thành phố đã kiểm soát, khống chế, không để mầm bệnh lây lan diện rộng. Đặc biệt là các biện pháp phòng bệnh từ sớm được triển khai, tăng cường tại các địa phương. Nhờ đó đến nay thì một số ổ dịch đã qua 20 ngày, mầm bệnh được khống chế, không lây lan diện rộng. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thành lập gần 40 đoàn công tác đến các tỉnh thành phố kiểm tra thực tế, chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh dịch tả heo châu Phi lây lan diện rộng và nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ yêu cầu các địa phương tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đánh giá từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long trong tháng 8 này sẽ tiếp tục cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 0,2 đến 0,6 mét, kết hợp với triều cường lên cao hơn trung bình mỗi năm, có thể sẽ gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp ngoài đê bao các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long. Dự báo đỉnh lũ chính vụ ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10. Đỉnh lũ tại Tân Châu dao động ở mức từ 3,2 đến 3,5 mét, sắp xỉ báo động 1, cao hơn năm 2023 từ 0,11 đến 0,41 mét. Đỉnh lũ tại Châu Đốc dao động ở mức 2,9 đến 3,2 mét, sắp xỉ báo động 1, cao hơn năm ngoái gần 0,27 mét. Riêng khu vực vùng giữa và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long do tác động mạnh của triều cường nên nhiều khả năng đỉnh lũ xuất hiện cùng với đỉnh triều cường. Cụ thể là vào kỳ triều cuối tháng 10 và tháng 11, đỉnh lũ phổ biến ở mức sắp xỉ và trên mức báo động 3, cao hơn khá nhiều trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2023. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập lụt ở các khu vực này, ảnh hưởng đến sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua bên cạnh các biện pháp phòng chống lừa đảo được triển khai từ các nhà mạng như và hướng dẫn về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chuẩn hóa thông tin thuê bao viễn thông, xác thực sinh trắc học, ra mắt phần mềm chống lừa đảo, bước đầu đã góp phần làm hạn chế hoạt động của các đối tượng lừa đảo trên mạng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động nâng cao cảnh giác của người dùng mới có thể góp phần hữu hiệu nhất để phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Cập nhật các thông tin cảnh báo để biết cách thức chủ động ứng phó với các hành vi phạm tội lừa đảo trên mạng xã hội là điều mà nhiều người dùng hiện nay đang quan tâm thực hiện, bởi các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Bản thân mình cũng phải tự bảo vệ chính mình trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng trên mạng xã hội. Không nên tiếp nhận những cuộc gọi từ những cái số điện thoại lạ. Những số điện thoại đã được cảnh báo, những đầu số đã được cảnh báo từ các cơ quan hữu quan. Khi mà chúng ta tham gia mạng xã hội vào những cái trang mạng xã hội thì chúng ta đừng nên nhấp vào những cái đường link lạ yêu cầu chúng ta cung cấp những cái thông tin bảo mật của cá nhân thì chúng ta đừng nên cung cấp. Đối với những người trung niên hoặc người cao tuổi có sử dụng điện thoại thông minh, việc chủ động phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội, nhất là lừa đảo thông qua các cuộc gọi thông thường, càng phải được quan tâm hơn. Bởi đây là những người có tích lũy tài sản và thường bị các nhóm tội phạm lừa đảo nhắm đến. Những cái số điện thoại lạ mà gọi đến mình, tốt nhất là mình không chấp hành, mình không nghe lời theo lời nó thôi, để mình tránh được cái lừa đảo. Người dân cần phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối là không cái cung cấp các cái thông tin cá nhân, đặc biệt là các cái tài khoản ngân hàng cũng như mã OTP đối với cái người mà mình chưa quen biết thông qua cái điện thoại hay là qua mạng xã hội. Đồng thời là cũng không làm theo bất kỳ cái hướng dẫn nào của các đối tượng mà qua cái mạng xã hội mà mình chưa quen biết. Nhận thức của người dân đó là cái giải pháp tốt nhất cũng như là hiệu quả nhất để tránh bị các cái đối tượng lừa đảo rồi dễ dẫn dụ người dân sập bẫy. Các chuyên gia bảo mật an toàn thông tin cảnh báo, người dùng mạng xã hội cần nhớ và luôn áp dụng triệt để nguyên tắc không tin tưởng, luôn xác minh lại, nghĩa là không vội tin, không vội vàng làm theo lời đề nghị từ bên ngoài. Hãy luôn cẩn thận với các tin nhắn có kèm theo đường dẫn đến website.
Tốt nhất là người dùng mạng xã hội trang bị cho mình kiến thức đầy đủ để biết cách chủ động phòng tránh những hành vi lừa đảo của các đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, đối với những ai yêu thiên nhiên thì rừng Tràm Trà Sư ở huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang được xem là điểm tham quan lý tưởng, mang đến những giây phút tận hưởng mùa hè xanh mát ý nghĩa. Từ tháng 9 đến tháng 11, tức mùa nước nổi, được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm để ghé thăm rừng Tràm Trà Sư. Đến đây thì du khách sẽ được hòa mình vào sắc xanh của cây cỏ và vô vàn sắc màu khác của thiên nhiên. Và trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên xanh mát của rừng Tràm Trà Sư. Rừng Tràm Trà Sư không chỉ thu hút du khách bởi không gian xanh với rừng tràm rợp bóng, mà còn bởi nhiều loài chim, động vật quý hiếm. Và đây là nơi được phát triển để trở thành khu bảo tồn của rất nhiều lớp sinh vật nhiệt đới đang sinh sống ở vùng Tây Nam Bộ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tại ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.